Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog. Chúc quý vị và các bạn có một ngày tốt lành. Trong video này, kênh Hoàng Linh Vlog sẽ có những tin tức sau gửi đến mọi người. Giá vàng bán ra tăng mạnh trong ngày vía thần tài. Vĩnh Long giảm cấp độ dịch từ cấp độ 2 xuống còn cấp độ 1, hay còn gọi là vùng xanh. Giá xăng sẽ tăng mạnh từ ngày mai. Và thông tin chi tiết tin tức như sau. Mở đầu video là thông tin về cập nhật cấp độ dịch mới nhất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Ngày hôm nay, ngày 10 tháng 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có quyết định về việc giảm cấp độ dịch trên địa bàn của tỉnh. Theo đó, giảm cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từ cấp độ 2 là nguy cơ trung bình xuống còn cấp độ 1 là nguy cơ thấp, hay còn gọi là vùng xanh. Thời gian áp dụng từ ngày 11 tháng 2 năm 2022. Kèm theo quyết định là các biện pháp hành chính đối với vùng cấp độ 1 như sau. Đối với việc tổ chức các hoạt động tập trung đông người trong nhà ngoài trời, không hạn chế số lượng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động bình thường. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, karaoke, game, massage, chợ đêm được hoạt động bình thường. Các hoạt động giáo dục đào tạo được học trực tiếp trở lại. Theo phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau thực hiện không hạn chế. Thông tin thứ hai mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được về giá vàng bán ra tăng mạnh ngày vía thần tài. Mở phiên giao dịch ngày vía thần tài ngày 10 tháng 2, giá vàng SJC mua vào bán ra cũng tăng lên theo mức 61,65 đến 62,65 triệu đồng một lượng. Cùng lúc giá vàng thế giới tăng lên, ngày vía thần tài ngày 10 tháng 2, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng ở mức 61,65 triệu đồng một lượng. Giá bán ra là 62,65 triệu đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch trước. Trên lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua 1 triệu đồng một lượng. Hiện tại, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 61,1 và 62,7 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 300.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với cuối phiên giao dịch ngày 9 tháng 2. Trên là giá mua bán vàng tại Doji đang là 1.600.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục tăng, hiện giá vàng giao dịch trên sàn Kitco đang ở mức 1.833 USD một ounce. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ Vietcombank sáng nay, 1 USD là 22.820 đồng, giá vàng thế giới tương đương 50,39 triệu đồng một lượng, thấp hơn 12,26 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 10 tháng 2. Thông tin thứ ba, giá xăng sẽ tăng mạnh từ ngày mai. Giá xăng ngày 11 tháng 2 dự kiến tiếp tục tăng mạnh theo giá thế giới. Nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn và thuế phí, xăng E5 RON 92 sẽ tăng hơn 1.000 đồng một lít. Ngày 10 tháng 2, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8 tháng 2 tăng so với kỳ tính giá trước đó. Theo đó, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trung bình là 105,4 USD một thùng, xăng RON 95 là 107,18 USD một thùng. Giá dầu cũng tiến sát mốc là 110 USD một thùng. Tại chu kỳ trước, giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 trung bình là 93,07 USD một thùng, xăng RON 95 là 94,88 USD một thùng. Trao đổi với báo Zing, lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giá xăng thế giới những ngày qua có xu hướng tăng mạnh, nếu không tác động đến quỹ bình ổn giá và tính theo công thức cũ, giá xăng trong nước vào ngày mai có thể tăng hơn 1.000 đồng một lít. Giá bán đối với mặt hàng xăng dầu cũng sẽ tăng hơn 800 đồng một lít. Ở chiều ngược lại, cơ quan quản lý giảm trích lập và tăng chi quỹ bình ổn giá xăng dầu. Giá xăng có thể nhích từ 600 đến 700 đồng một lít. Nếu đúng như dự báo, giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ tư liên tiếp và là đợt tăng thứ ba trong năm 2022. Hiện mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 23.590 đồng một lít và xăng RON 95 là 24.360 đồng một lít. Dầu hỏa là 17.790 đồng một lít, dầu diesel là 18.900 đồng một lít.
Dầu mazut là 16.990 đồng một lít. Kể từ ngày 2 tháng 1, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ được giảm từ 15 ngày xuống còn 10 ngày, tức là mỗi tháng điều chỉnh 3 lần. Thời gian điều hành giá xăng dầu vào các ngày, ngày 1, ngày 11 và ngày 21 hàng tháng. Việc này sẽ giúp giá xăng dầu trong nước bám sát hơn diễn biến của giá thế giới, tránh tăng sốc và giảm chậm so với biến động của giá thế giới. Tuy nhiên, kỳ điều chỉnh lần gần đây nhất là vào ngày 1 tháng 2, nhưng rơi vào ngày nghỉ Tết Nguyên Đán nên được lùi sang kỳ điều chỉnh mới. Theo đó, mức giá cũ phải áp dụng tới 15 ngày, trong khi giá xăng dầu thế giới đang tăng cao liên tục. Điều này dẫn đến giá nhập cao hơn giá bán ra, khiến đại lý bán lẻ thua lỗ trầm trọng. Thông tin thứ tư, điều động luân chuyển bổ nhiệm 11 cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Ngày 9 tháng 2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 11 đồng chí là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các sở ban ngành của tỉnh và các địa phương. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định điều động, luân chuyển, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy huyện Mang Thít, giữ chức trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Quỳnh Thu, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp, giữ chức bí thư huyện ủy huyện Tam Bình; đồng chí Nguyễn Thanh Triều, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy huyện Trà Ôn, giữ chức bí thư đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp của tỉnh; đồng chí Lê Tiến Dũng, bí thư huyện ủy huyện Tam Bình, giữ chức hiệu trưởng trường chính trị Phạm Hùng; đồng chí Trịnh Thị Kim Anh, phó chánh văn phòng tỉnh ủy, giữ chức phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Long trao quyết định cho đồng chí Lê Thành Tặng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Vĩnh Long, giữ chức phó giám đốc sở tài chính; đồng chí Nguyễn Quốc Di, phó chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Long, giữ chức phó giám đốc sở xây dựng; đồng chí Bùi Thị Nguyệt Linh, trưởng phòng quản lý xây dựng, giữ chức phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp của tỉnh; đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng phòng hành chánh tổ chức, giữ chức phó chánh văn phòng Ủy ban nhân tỉnh Vĩnh Long; đồng chí Trần Trung Dũng, trưởng phòng văn hóa xã hội, giữ chức phó chánh văn phòng Ủy ban nhân tỉnh. Đây là những đồng chí có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực xử lý công việc nhạy bén, đã được khẳng định qua nhiều vị trí công tác và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực phát huy kinh nghiệm trong quá trình công tác để tiếp cận công việc mới, bám sát thực tiễn công việc, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý công tác ở lĩnh vực được phân công và luôn giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết hỗ trợ nhau, cùng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nội dung trong video chỉ mang chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.